Rồi ok, bây giờ thì xin phép quý vị cho phép ba anh em xin được song ca, xin được tam ca dành tặng cho quý vị một ca khúc được mang tên là Gõ cửa trái tim. Gõ hai người liền mọi người nhé. Quý vị nhớ là chia sẻ giúp Thanh Hà cũng như là anh Trường nha. Gõ cửa trái tim bạn em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, nụ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thần thơ, nhện lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Ôi cứ tim em bằng Cảm ơn Thanh Hà
cảm ơn quý vị khán giả.